vui dữ rồi nội. Chạy chạy biết hôm qua nó thèm không? Ra ba biểu coi lại Phiên ơi, là ba biểu coi. Cưng. Em mới nước, em mới nước hả nội? Ừ, đó cơ. Cái bí đỏ, tới ăn cơm bí đỏ, bí đào, bí à, hai bánh ướt là phải nội phải mua bánh ướt cho em. Ngọc đâu Nhi, Nhi. Ngọc ơi sao nay không lại đi chơi với ba vậy? Ngọc ơi. Ngọc bỏ hai bát xuống đi nào. Không có đậu phộng à? Ừ. Giống quất quá mà. Yeah. Hồi xưa quất mày đâm mẹ đâu có giữ nhiều đúng không? Ừ. Đó con mẹ có giữ không? Quậy đâu không kêu quậy lên chơi. Nội thương nó không? Phiên ơi. Qua đăng clip rồi ai cũng khen da đẹp á. Ừ. Đừng xem không? Người ta nói giải áp đâu có xài áp đâu. Nói bà nội da đẹp. Bà nói bà nội xài áp, nội đâu xài áp. Mà không mắc cúp luôn á, nay nội da bà nội đẹp thiệt. Nội ốm rồi, nay nó ốm rồi. Này tập yoga. Đây bà nội yêu đời lắm. Hay quá, trời ơi. Đâu. Dẫu dữ vậy trời. Ờ, ừ. 2, 3, 2, 3, quá giỏi rồi. Nhi làm kìa, chị Nhi làm đúng rồi kìa. Trời ơi, trời ơi, hỉ lên. Trời ơi, hỉ giống Hiếu thứ hai vậy. Trời ơi. Lên, trời đất ơi. Giữ thằng ngôn vậy. Khởi động. Để chị hai làm kìa.
Nó mến chị hai đó ha. Út về sợ rồi. Được rồi. Phiên ơi. Trời ơi, tao thui lùi. Trời, gan dữ vậy trời. Đâu, chị hai đâu? Đi kiếm chị hai đi, kiếm chị hai cho ba đi. Ngọc ơi, sao nay Ngọc hiền vậy? Có hay làm Ngọc buồn không? Chị ba không thèm nhìn luôn mà. Chị ba không dòm luôn á. Hôn chị ba đi, Phin hôn chị ba đi. Chị ba đang tu tập rồi. Chị ba hiền lắm rồi. Đâu? Mày giờ mấy giờ rồi chứ chưa về còn đây nữa. Phiên. Nhi nghỉ học chi vậy? Dạ sắp rồi ba, tới thứ bảy nghỉ hè. Thứ bảy nghỉ hè hả? Thứ bảy nghỉ hè. Nghỉ hè, nghỉ hè là... Mai là được tặng quà rồi. Ai tặng quà? Dạ, yeah, tặng quà gì con biết chưa? Chưa. Chưa hả? Con vui không? Dạ vui. Không chịu, không chịu, không chịu. Ê, đụng đầu, đụng đầu Phin ơi. Giận rồi, giận rồi, giận rồi. Tắm cho chơi thì thôi chứ tự nhiên cái giận. Ngọc giận luôn rồi. Chơi với ai hết trơn. Lên là không thích. Không là ai mà cứ lên hoài á. Nó không thích em đó. Rồi thôi bye bye mọi người đi nè. Bye bye, bye bye cô chú. Ngọc bye bye cô chú nào. Bye Ngọc ơi. Ngọc. Ngọc ơi. Cô Phin máy bay đi, cô bay cho chị thấy chị Ngọc đi. Bye bye đi, Phin máy bay đi. Bye bye, mọi người đi. Bye. Bye, bye cô chú, bye. Bye, bye mọi người, bye. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.